Hàng về mẫu mới về, áo Phongmopi ngon bổ rẻ bà con ơi. Truy cập ngay chất mà rẻ.vn, link dưới mô tả nhá. Anh bạn à. Phân tích One Piece Chapter 1033, ba thanh kiếm đều bốc khói đen, vị vua Shimotsuki Zoro xuất hiện. Yo, xin chào 500 anh em bằng tặc xăm soi đã quay trở lại với kênh của mình. Spoiler 1033 ra mắt ngày trước tiết lộ một tin rúng động cộng đồng One Piece. Sau Luffy, Zoro là người tiếp theo được xác nhận sở hữu Haki Bảo Vương. Câu chuyện giữa anh và những thanh kiếm thông qua đoạn hồi tưởng là một phần cực kỳ quan trọng để giúp đầu tàu tìm ra chìa khóa với hy vọng đánh bại được kinh hỏa hoạn. Không thể không kể đến hai thằng bồ tèo trí cốt của King và Zoro. Dù không thể tham gia tiếp tay, cuộc đối thoại giữa Sanji và Queen vô tình tiết lộ nhiều thông tin bí mật liên quan đến thân phận thực sự tên Okanban Lunarian. Nhân dịp bản chính thức tiếng Việt vừa ra lò, mình sẽ cùng anh em đi qua một lượt các diễn biến quan trọng nhất, bình luận, nhận định cũng như là đưa ra dự đoán tiếp theo, đặc biệt đối với fan 20 năm anh đầu tảo nhá. Ra hàng cất cao tiếng cái thôi. Ok, và mời anh em xếp hàng ngay ngắn, nghe xăm soi chém gió. One Piece Chapter 1033, ba thanh kiếm đều bốc khói đen, vị vua Shimotsuki Zoro xuất hiện. Chương mới mang tên Shimotsuki Konosaburo. Trang bìa là cảnh phó đô đốc Smoker đang ngồi làm điếu cày ở một hòn đảo mùa đông. Bên cạnh ông là đại tá Tashiki đang chơi trò hiệp sĩ với 6 chú chim cánh cụt. Cô đóng vai trò phản diện và dương cờ trắng đầu hàng. Trong khi Tashiki vui vẻ bay nhảy thì vua an hành Smoker lại trầm tư suy nghĩ. Vẻ mặt khó ưa của ông ấy khiến chú chim cánh cụt to nhất cảm thấy sợ hãi. Ui sợ quá phải ban nó thôi. Sợ quá. Zoro bị King bắn headshot. Chương 1033 mở hàng bằng hình ảnh đảo quỷ lơ lửng trên bầu trời, khoảng cách ngày một gần hơn so với vị trí kinh đô Hoa. Hỏa vân của Kaido ngày một ít dần đi, dường như đảo quỷ sắp không thể chịu nổi dư chấn khủng khiếp của trận chiến bên trên. Tiếp tục diễn biến chắp trước, trong lúc chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với Enma, Zoro thì liên tục bị thanh kiếm hút cạn Haki. Anh ta bực mình vì Enma tự ý lấy đi lượng Haki của mình, trong khi bản thân thì chưa cho phép. Gương mặt đầu tảo ngày càng một căng thẳng hơn, anh cố gắng giành giật lại quyền kiểm soát, không để Enma hút hết Haki của mình. Cánh tay phải biến dạng trở nên co thắt quằn quại, không giống như những lần trước, có vẻ như linh hồn ở trong thanh kiếm muốn thử thách ý chí chủ nhân mới của thanh kiếm. Đứng bên ngoài, King không hiểu thằng đầu rêu đang làm cái méo gì, cứ mặt nhăn mày nhó, hắn thì không quá bận tâm, tận dụng cơ hội tìm cách nhanh chóng dứt điểm trận đánh này. King lao đến trong lúc mà Zoro chưa kịp phòng bị. Những tưởng tên Okanban sẽ tung ra một chiêu đánh lén bất ngờ, nhưng mà không, hắn rất lịch thiệp, đứng đối diện với Zoro với tư cách là một kiếm sĩ như điều mà anh đầu tảo mong muốn. Phò mã Kozuki hoảng hồn nhận ra kẻ địch trước mắt, chưa bao giờ khoảng cách giữa cả hai lại gần nhau đến thế. Anh nhanh tay dùng Sandai Ketetsu đâm vào phần bụng, nơi yếu nhất ở trong bộ giáp của King. Tên Okanban nhúng về phía sau một nhịp rồi khiêu khích. Người nghĩ có thể làm ta bị thương với đòn tấn công đó sao? Zoro chừng mắt méo hiểu cơ thể tên quái vật này được cấu tạo như thế nào. Tại sao không có cách gì làm hắn chảy máu dù chỉ là một giọt? Cú đâm vô tác dụng, King phản đòn tạo ra một vụ nổ lớn từ cơ thể, một biển lửa xuất hiện, đó thì chính là sức mạnh của chủng tộc thần thánh Lunarian. Mr. Queen và Mr. Fry trà đá vỉa hè. Chuyển cảnh xuống phía trong khu sân khấu, tiếp tục nói về trận đấu ngôi vị bát hương vàng của hai thánh con ghẻ Sanji và Queen. Họ thì vẫn chưa chính thức quánh nhau. Hai người đàn ông trước khi mà động thủ phải động khẩu trước, Mr. Queen và Mr. Pride có pha tán gẫu đi vào lòng đất. Sau cú đá ở Chap 1031, tên Okanban bệnh dịch văng xa tới Thanh Lâu, nơi cư ngụ của Black Maria. Hắn ta khiêu khích đứa con thứ ba nhà Vismoke. Ngươi vừa nói chuyện với tên thợ săn hải tặc đúng không? Ta đảm bảo hắn không có cửa với thằng King đâu. Để ta kể cho ngươi vài điều thú vị. Nghe đến đây thì Sanji dừng chân, cảm thấy có chút lo lắng. Có lẽ trong đầu anh ta đang nghĩ, nếu lỡ như mà tên đầu rêu không thắng thì sẽ không còn ai đủ sức ra tay giết anh sau khi mà trận chiến kết thúc. Anh ba tiếp tục nhâm nhi điếu thuốc, nghe tiếp câu chuyện của thằng Shiba. King là người duy nhất còn sống của tộc Lunarian đã bị tuyệt chủng.
Chúng là chủng tộc quái dị có thể tồn tại trong bất kỳ một điều kiện nào trong tự nhiên. Đó là lý do tại sao chúng được gọi là thần của người dân ở trong thời đại cổ xưa. Đấy, tao còn sợ huống chi là mày. Mặc dù không ưa mấy thằng đồng cấp, chính miệng Mr. Queen còn thừa nhận tên Kinh rất mạnh và bí ẩn. Sanji sẵn tiện lợi dụng nhiều chuyện của hắn điều tra tiếp. Thế tại sao một chủng tộc thần thái như thế lại bị tuyệt chủng? Đến đây Queen thì mới nhận ra mình không nên tiếp tục tiết lộ cơ mật nữa. Hắn ta rất ngứa miệng nhưng mà cố tình nói lách đi. Chuyện xui rủi mẹ ơi, tao cũng méo biết đâu. Mày đi mà hỏi hắn, với điều kiện mày còn sống. Dứt câu, cuộc tán gẫu giữa hai quý ông kết thúc. Queen bò ra từ đống đất nát và dùng laser từ miệng chuẩn bị bắn về phía anh ba bựa. Chiêu thức này thì có thể là Black Coffee, nổi danh phế vật của thằng khứa bệnh dịch. Hình ảnh về trận đấu giữa hai thanh niên tóc vàng tạm thời dừng tại đó. Dự là chắp sau sẽ lại phải kẻ tung người hứng đến khi nào chán thì thôi. Thông tin mà thằng Queen cung cấp vô tình giải thích thêm chủng tộc của Kinh Hỏa Hoạn. Xác nhận hắn tộc thần cư ngụ trên đỉnh Red Line mà Marco đã nhắc tới ở vài chap trước. Như vậy, ngoài Runadian, thần mặt trời Nika vẫn còn một vài chủng tộc thần khác mà chúng ta chưa biết đến. Chắc chắn đây là gợi ý quan trọng mà tác giả muốn lồng ghép vào Aquano vì nó sẽ liên quan đến một số bí ẩn mật thiết với Marizoi và chính phủ thế giới sau này. Thầy ông nội Kozaburo xuất hiện. Trở lại diễn biến bên ngoài lâu đài, đá từ đảo quỷ rơi xuống ngày một nhiều. Momonosuke vẫn đang cố gắng trong bất lực. Bên trên, vụ nổ vừa nãy kinh tạo ra được thấy rất rõ từ camera flying cam. Đảo quỷ thì chưa kịp vá chỗ này, lại thủng chỗ kia. Nhờ vào Haki vũ trang, Zoro thì may mắn thoát chết sau vụ nổ kinh hoàng vừa rồi. Anh thực hiện tư thế Itoryu tung ra đòn Shishi Son Son bằng thanh Wado Ichimuji, nhát chém khứa ngang người Kinh Hỏa Hoạn, tạo ra một tiếng động lớn khi mà va chạm. Ấy vậy tên Okanban không hề tỏ ra đau đớn. Hắn ta lại một lần nữa rút mỏ vào trong, chuẩn bị một cú headshot cự ly ngắn. Khác với lần trước, Zoro thì có một chút kinh nghiệm để chống lại chiêu thức quái con nhà bà dị hợm này. Anh thủ thế Santoryu cho một đòn phòng thủ cực mạnh, vẻ mặt vô cùng tự tin. Nhưng bất ngờ, diễn biến trở nên ngoài tầm kiểm soát, thanh Enma trên tay giở trứng. Nó tiếp tục hút Haki khiến đầu tảo cực kỳ khó chịu, dẫn đến việc không thể né được hoàn toàn cú bắn của Kinh. Đòn headshot sượt qua cơ thể, Zoro học máu, anh còn bị tên Okanban chê cười. Một kiếm sĩ mà lại không làm chủ được thanh kiếm của mình, thật nực cười. Pha nhất dương chỉ khiến anh đầu tảo đánh rơi những thanh kiếm trên tay. Anh nhảy xuống chớp lấy Sandai Ketsu, cả cơ thể sắp rơi khỏi đảo. Lúc này một đoạn ký ức xuất hiện ở trong cái đầu rêu. Hình ảnh thợ rèn Hitetsu hiện ra, truyền nhân người thợ huyền thoại Kotetsu, người chế tạo tam đại quỷ kiếm Ketsu. Anh ấy nhớ lại những lời trao đổi về thanh Sandai, cách bản thân may mắn có được ở Lock Town. Ông chủ tiệm lúc đấy đã nói đó là thanh kiếm bị nguyền rủa, sẽ khiến chủ nhân gặp phải những chuyện xui xẻo. Vậy thực chất có tồn tại lời nguyền ở trong những thanh kiếm. Tiếp đến, Zoro quay trở lại vụ nổ, tìm thanh Wado Ichimuji được thừa kế từ sư phụ mình. Ký ức xa xưa về thanh kiếm này xuất hiện, nội dung nói về cuộc xin xỏ thanh Wado chứ danh của gia tộc Shimotsuki. Cả hai thanh đại bảo kiếm trên tay anh đều là những sản phẩm của Kozaburo, một cái tên vừa lạ vừa quen. Anh chợt nhớ đến gợi ý của Hitetsu, rồi liên tưởng về một ông cụ ở trong gia đình của Kyuna. Trùng hợp, đó chính là thợ rèn kiếm từng rời khỏi Wano vào 50 năm trước, Shimotsuki Kozaburo. Hết Sandai, rồi đến Wado, cuối cùng là Enma. Những ký ức cứ thế ùa về, trong khi Enma cứ hút Haki mà không có dấu hiệu ngưng. Zoro nảy số liên hồi, sức mạnh hồi tưởng tràn trề khắp cơ thể. Anh nhớ lại cuộc gặp gỡ định mệnh giữa mình với thầy ông nội của Kyuna. Tạo hình ông già thì trông cực kỳ chất, miệng hút điếu cày, tóc buộc đôi ngựa và sở hữu cặp chân mày như cái ô che mưa vậy. Lúc đấy thì Zoro thì vẫn là một thằng trẻ trâu chưa trải sự đời, tình cờ gặp Khương Tử Nha Kozaburo đang ngồi câu cá ở vách núi. Cuộc trò chuyện diễn ra tuy ngắn nhưng mà có giá trị rất lớn. Trong khi luyện tập để khiêu chiến với Kyuna, Zoro được thầy ông nội tận tình quan sát, đưa cho hai thanh kiếm và nói hãy dùng nó để chai hát nhiều nhất có thể. Ông tâm sự về cuộc đời hành nghề thợ rèn của mình, cho rằng những thanh kiếm phải được thiết kế cực bén để giết người hàng loạt, đó là nhiệm vụ của người thợ rèn. Vì kiếm chứa rất nhiều máu người, khi mà chủ nhân nó chết đi, linh hồn ngự trị ở bên trong sẽ trỗi dậy, đòi hỏi chủ nhân kế tiếp phải đủ mạnh mẽ để khuất phục nó. Zoro thì mặc dù chưa hiểu ngọn ngành, cũng gật đầu dạ thưa vì cảm kích. Anh còn ngây thơ và cho rằng
cụ già đang gạ bán hai thanh kiếm cho mình với giá đắt đỏ. Đầu tảo nghe câu chuyện tâm linh rồi nhìn xuống quả cặp mặt của cô Saburo. Anh buột miệng hỏi có phải một trong hai thanh kiếm đó ẩn chứa linh hồn quỷ dữ. Nhưng không, thầy ông nội cóc đầu thằng nhóc và gọi cậu là đồ ngốc. Làm gì có những thứ tào lao như thế, tất cả đều do những kẻ yếu đuối, không có tầm nhìn, truyền tay nhau vậy thôi. Kiếm sĩ chân chính không bao giờ bị khuất phục bởi linh hồn ở trong thanh kiếm. Ai làm chủ được nó sẽ có thêm sức mạnh để hạ gục đối thủ. Bên cạnh đó, Kozaburo còn tiết lộ thêm, thời trẻ ông dùng toàn bộ tâm lực để tạo ra hai meto danh kiếm. Một là Wadoi Shimuji mà con trai Koshiro nắm giữ. Thanh còn lại có lưỡi kiếm sẫm màu, ông đặt tên là Âm Giới Vương. Ông nói đó là kiệt tác cả đời, một thanh kiếm bất bại. Zoro chợt nhận ra cái tên Âm Giới Vương không đâu xa lạ, chính là Enma ở trên tay. Thì ra bản thân anh may mắn tiếp xúc đồng thời cả hai kiệt tác của thầy ông nội. Cuối lời, Kozaburo nhắc nhở cậu trai trẻ hãy quý trọng những thanh kiếm mình từng sử dụng. Bởi vì một khi mà cậu trở thành chủ nhân của nó, thanh kiếm sẽ không bao giờ phản bội mà sẽ luôn theo dõi dù người kiếm sĩ có hy sinh ở trong trận chiến. Zoro khuất phục Enma, ba thanh kiếm đều bốc khói đen. Quay lại hiện thực, Zoro nhìn chầm chầm vào Enma, nó đang cắm thẳng xuống đất ngay bên cạnh chỗ anh nằm. Mặc dù không hề tiếp xúc vật lý, nhưng Enma thì vẫn tiếp tục tỏa nhiệt hút haki khiến tay anh co thắt lại. Phò mã Kozuki dường như ngộ ra một chân lý, lời dạy cụ tổ nhà Kyuna vô tình trùng khớp với ý khán giả. Không phải cứ muốn khuất phục Enma là được, quan trọng hơn hết thanh kiếm đã chọn Zoro là chủ nhân tiếp theo. Đầu tảo ngồi dậy rút Enma ra khỏi mặt đất, thanh kiếm trả lại haki cho chủ nhân, cánh tay anh thì không còn co thắt nữa, đánh dấu thời khắc quan trọng anh hai chính thức làm chủ được thanh kiếm địa ngục. Enma thì vẫn liên tục bốc nhiệt, cung cấp một luồng sức mạnh chạy dọc cơ thể. Sắc màu của nó thì có chút thay đổi như thể đã đang trong quá trình lột xác. Khoảnh khắc ngu nhất của bọn phản diện là ập vào phe chính nghĩa khi mà xung quanh đang tỏa hào quang. Tụi lính lác dưới trướng của kinh hỏa hoạn yếu mà lại ra gió bu vào một cục, thời cơ quá tốt để anh test vài chiêu. Crack, toàn bộ ngã gục dưới chân vị vua. Haki báo vương được Zoro thi triển một cách hoàn hảo làm cho tên Okanban đứng hình. Thì ra bấy lâu nay tất cả chỉ là diễn xuất, thử kiếm ở Lock Town. Không có lời người nào ở đây cả, đơn giản anh làm thế cho nó ngầu thôi. Không diễn thì méo nào được tặng kiếm free cơ chứ, lại bảo sai. Tương tự pha làm ngơ ở trên nóc lâu đài trước mặt Kaido cũng là diễn nốt. Rất đạt đầu tảo con cưng ạ, giải Oscar năm nay lại có thêm một ứng cử viên sáng giá rồi. Cuối chương là hình ảnh comeback cực ngầu lòi. Zoro đối diện kinh hỏa hoạn khí thế hừng hực. Giờ đây thì không chỉ Enma, ba thanh kiếm đều bốc hỏa và tỏa nhiệt. Phải chăng anh sẽ là nhân vật đầu tiên hóa đen ba thanh kiếm cùng lúc? Khói đen mù mịt, nếu không lầm, haki báo vương của vị vua mù đường đã bắp vào vũ khí. Ôi giời ơi, ngầu chưa? Xin vĩnh biệt cụ kinh. Lập tức con thằn lằn sấm tá hỏa nhận ra kẻ thù đột ngột thay đổi khí chất. Hắn ta cảm nhận được haki báo vương của Zoro và nói: "Người đang cố chứng minh mình là vua đi ư?" "Vâng, kinh đang muốn đánh dấu lãnh thổ anh em ạ. Một đất thì không có hai vua. Onigashima đã có kinh rồi thì không thể chấp nhận một vị vua thứ hai, kinh mù đường." Đáp lại, Zoro cười đều và nói một câu đầy thách thức: "Đúng vậy, ta có lời hứa phải thực hiện với thuyền trưởng của mình và người bạn thân nhất." Ánh mắt anh sáng rực một niềm tin sẽ đánh bại được kẻ thù khó nhằn này, bởi vì vẫn còn một cái kèo chặt cổ thằng ba sau đó nữa. Nó mới là thứ anh quan tâm mong muốn hơn. Và đó cũng chính là chi tiết cuối cùng của chapter 1033, chính thức xác nhận Zoro hoàn toàn làm chủ haki báo vương, cũng như anh sắp sửa tô màu vũ khí rồi. Chuyện sẽ còn căng thẳng trong thời gian sắp tới, anh em đừng bỏ lỡ bất cứ thứ gì liên quan đến chương mới nhé. Biết đâu vài chap sau thì kinh lại thủ thỉ với Zoro: "Thưa ngài, chúng ta có thể giảng hòa được không?" Ấy, ok, như thường lệ thì đây sẽ là thời gian dành cho khán giả lên sóng 3 chiếc comment cute, phô, mai, què. Nice. Và bạn đầu tiên là bạn Minh Kha Nguyễn à? AD cho mình mượn hạm đội đi cứu Diễm My với thầy ông nội nhé. Được đấy, nhưng mà bạn ấy phải nhớ mặc giáp và chích ngừa hai mũi đầy đủ nhá. Và bạn tiếp theo là bạn Quý Cáo: "Dạo này video mặn quá AD ơi. Mình đang cố gắng mang hơi biển về cho anh em hít lấy hít để đấy. Tiếc gì mà không quất nhẹ một like và một chia sẻ video cho bạn bè người thân nhở." Và bạn cuối cùng là bạn Dung Nguyễn hay là Dũng Nguyễn gì đó: "Có khi nào Zoro sẽ trở thành vua mù đường không thuyền trưởng xăm soi?" Căn bản là không biết là có ai qua nổi anh ở trong cái khoảng này không thôi. Lạc biết bao nhiêu cái anime rồi.
Và đừng quên để lại comment thật bựa bên dưới video để có cơ hội lên sóng số tiếp theo nhé. Ấn nút like, đăng ký kênh nếu chưa làm điều đó giúp bọn mình nha. Hãy cùng bằng tập xăm soi trở lại xu hướng nào anh em ơi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào clip ngày mai nhé. Bye bye. Nóng nóng nóng, băng hải tặc xăm soi đang chiêu mộ các thành viên đoàn. Hãy ghé Facebook search One Piece xăm soi, chúng ta sẽ cùng chém gió xuyên ngày đêm cùng với các thành viên khác nhé. Nhớ đấy, thuyền trưởng xăm soi đang đợi bạn, link nhóm ở mô tả nha.